Để việc tổ chức tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022 diễn ra từ ngày 17 tháng 9 năm 2022 đến ngày 21 tháng 9 năm 2022 đảm bảo chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, tạo được hình ảnh của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai tổ chức thực hiện dọn dẹp, tổng vệ sinh đảm bảo cảnh quan phục vụ tuần văn hóa du lịch tỉnh Long An năm 2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng địa phương khẩn trương triển khai đến từng hộ dân ở các xã phường thị trấn dọn dẹp vệ sinh quanh khu vực nhà ở của mình, tổ chức lực lượng ra quân tổng vệ sinh tại những khu vực công cộng nơi không có người ở, đặc biệt là tại những địa phương, khu vực tổ chức các hoạt động nơi có các đoàn nghệ thuật của các tỉnh thành bạn đến tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, tạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp tại các tuyến đường trung tâm nội ô, huyện thị xã thành phố, đồng thời có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và tại các địa điểm tổ chức các hoạt động của tuần văn Quá du lịch tỉnh Long An năm 2022. Đồng thời triển khai tổ chức tổng vệ sinh môi trường ở cơ quan đơn vị mình để đảm bảo khu vực xung quanh cơ quan đơn vị quản lý được xanh sạch đẹp, vận động cán bộ công chức viên chức, người lao động thực hiện nếp sống văn hóa tại khu dân cư, tham gia chỉnh trang dọn dẹp các tuyến đường phố tại nơi sinh sống.